Xin chào và các bạn đã tới dự đêm liên hoan tìm kiếm model phong cách sáng tạo 2019. Đến dự đêm liên hoan tìm kiếm model phong cách nhí 2019 ngày hôm nay, Trà My và Gia Kiệt xin được nhiệt liệt giới thiệu sự hiện diện của các cô bác đại biểu về phía nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức. Chúng ta hãy cùng chào đón cô Hằng Thị Hải Yến, giám đốc nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức. Xin được nồng nhiệt chào đón sự góp mặt của các thầy cô giáo nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức. Về phía nhà công trò, xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Cẩm Vân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Nhật Pháp, chuyên thời trang mẹ và bé Vân Dinh Di. Xin được trân trọng giới thiệu cô Phan Thị Liên, giám đốc công ty thiết kế thời trang trẻ em Star Kids thành phố Vinh. Xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Thu Trang, giám đốc trường Anh ngữ quốc tế Scott English Australia chi nhánh Vinh. Sau đây em xin trân trọng kính mời cô Hoàng Thị Hải Yến, giám đốc nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức, trưởng ban tổ chức liên hoan lên phát biểu đôi lời ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các bậc phụ huynh cùng tất cả các cháu thiếu niên nhi đồng và mầm non yêu quý, trong buổi tối hôm qua trong khán phòng này nóng lên, chật lên rất nhiều, bởi vì từ tối hôm qua đã có gần 200 thí sinh đã tham dự vòng sơ khảo của liên hoan tìm kiếm tài năng sáng tạo nhí. Và trong buổi tối hôm nay, các bậc phụ huynh sẽ được lên sân khấu để cùng chiêm ngưỡng các con của mình với tư cách là những thí sinh nhí, để cùng nhau tham gia buổi liên hoan thứ hai để tìm kiếm ra 30 em lọt vào vòng chung kết sẽ được ban tổ chức thực hiện vào tối ngày 21/12 âm lịch, tức là vào ngày 26/1/2019 tại sân của nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức. Và tại tối 21/12 sắp tới, ban tổ chức được sự đồng hành của các nhà tài trợ sẽ có một hệ thống sân khấu âm thanh ánh sáng tầm cỡ rất lớn, sẽ được tiến hành một đêm gala nghệ thuật thiếu nhi với mùa xuân. Tại đó, 30 bé nổi bật nhất của gần 400 thí sinh sẽ được tỏa sáng. Và đặc biệt trong buổi tối hôm nay, các bậc phụ huynh sẽ chứng kiến con mình, cháu mình được kiến bài giám khảo. Chúng ta hãy cùng chào đón cô Mỹ Xuyên, Hoa hậu Tài năng 2018, trưởng ban giám khảo. Chúng ta hãy cùng chào đón cô Phan Thị Liên, giám đốc công ty thời trang thiết kế trẻ em Star Kids thành phố Vinh. Chúng ta hãy cùng chào đón cô Nguyễn Thị Cẩm Vân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Nhật Pháp, chuyên thời trang mẹ và bé Vân Dinh Di. Về phía thành viên tổ thư ký, xin trân trọng giới thiệu cô Hồ Thị Vi Phượng, cán bộ nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức, và cô Đậu Thị Thủy, cán bộ nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức. Em xin được kính chúc các ban giám khảo, ban thư ký làm việc công bằng, khách quan để chọn được những gương mặt xuất sắc vào vòng chung khảo liên hoan tìm kiếm model phong cách sáng tạo nhí 2019. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón phần trình diễn của các thí sinh của lớp múa cô Thanh Hoa. Cô tiểu là một bác sĩ, trang phục hôm nay của mình trong lớp múa đó có chứa màu trắng.
Thí sinh tiếp theo mang số báo danh
ước mơ sau này được làm một ca sĩ nổi tiếng. Trong một ngày ấy là một bộ đồ thể thao màu phong cách và hình rất đẹp. Chúng ta như một lần người mẫu chuyên nghiệp và mình chạy chiếc tàu này đúng không ạ? Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 245, Nguyễn Bảo Khánh Vi. Khánh Vi của chúng ta hôm nay 5 tuổi và đã rất thích múa và người lớn thời gian. Ước mơ được làm một cô giáo viên. Vậy hôm nay các bạn có thể đi là một cô máy và tình. Mang số báo danh 246 là bạn Đinh Thị Bảo Huyên. Bạn ấy năm nay 6 tuổi, bạn ấy thích đi du lịch, ước mơ trở thành một cô giáo. Chúc mừng bạn ấy là một bộ đồ cá tính. Đinh Thị Bảo Huyên đã tăng lên một vẻ đẹp riêng tư của bà ấy. Như một người mẫu chuyên nghiệp đang trên sàn kết thúc của chúng ta. Tiếp theo mai số báo danh 247, xin giới thiệu thí sinh mang tên Bảo Linh. Bảo Linh 26 tuổi, bạn ấy rất thích múa và ước mơ được trở thành một cô giáo. Bước ra sân khấu là bạn Nguyễn Bảo Thành. Bạn ấy năm nay 9 tuổi, mang số báo danh 248. Bạn ấy rất thích đọc sách và bơi lội. Ước mơ sau này trở thành bác sĩ. Trước cuộc cá tính là một bộ đồ mà Bảo Thành đang mặc trong đời lần này. Người Bảo Thành giống như là một cô người mẫu chuyên nghiệp. Những bước đi dày mạnh mẽ, tự tin là một vẻ đẹp riêng cho mình. Bây giờ hãy cùng về với thí sinh Hồ Đan Thảo, mang số báo danh 249. Đan Thảo năm nay 7 tuổi, bạn có sở thích là vẽ và múa. Ước mơ được làm một thí sinh. Bạn ấy có chọn một cảm hứng lạ trong Hồ Đan Thảo. Trước cuộc
váy công chúa là bộ đồ ngọc nữ trần hương giang đang mặc trong ngày hôm nay. Thank you.
có thể là một cuộc đời cách chân chân dễ thương phải không nào? Nam trưởng dành vai trò cho bé Tư là bạn Phan Diệu Anh. Phan Diệu Anh 11 tuổi, bạn đã thích động chuyện đồng buồn, bước vào trở thành một cô giáo, chắc phục của một đồ vải và đẹp. Anh còn cực tức là vẻ đẹp của ngài một cách nói nhìn của các mùa cô cây chân. Chuyên nghiệp của bạn sở hữu một gia đình rất cao,
bé gái tính cổ trắng. Trang phục hôm nay của bạn ấy là một bộ đồ cá tê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
họp mặt biểu diễn sĩ luôn cùng hello. Trying not to sleep, 'cause I know.
got your perfection in my arms, so beautiful. The sky.